Chào mừng các bạn đã đến với kênh TechNedea Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký và hoàn thành phần KYC xác minh danh tính trên nền tảng Bybit một nền tảng nổi tiếng với các chương trình IEO, đổi các chiến dịch AdWords rất là uy tín à, Để có thể đăng ký và KYC xác minh danh tính ở trên nền tảng Bybit thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video à, Các bạn sẽ đăng ký với email và mật khẩu thì ở đây thì mình cũng xin chia sẻ với anh em nếu anh em đăng ký bất kỳ nền tảng giao dịch nào thì mình khuyên là anh em nên dùng đăng ký phương thức đăng ký với email thay vì đăng ký với điện thoại bởi vì là điện thoại có thể thay đổi mã vùng quốc gia rồi có thể tăng giảm các số ở trong số điện thoại nó sẽ ảnh hưởng đến các cái vấn đề ở trong tương lai của anh em thì vậy nên việc anh em đăng ký với email là một cái giải pháp tốt nhất để anh em có thể là À, bảo mật được tài khoản cũng như là giữ được cái tài khoản của anh em trong tương lai và mình cũng xin chia sẻ với anh em là với giải pháp đăng ký email thì các bạn nên lựa chọn các cái à, đơn vị à, có uy tín ví dụ như là chúng ta có thể à, à, sử dụng gmail của google hoặc là anh em có thể dùng hotmail của microsoft đó Ờ, lúc này đây thì các bạn sẽ điền email và để mật khẩu vào ờ, Lưu ý anh em mật khẩu gồm 8 ký tự và có thể có thêm các ký tự đặc biệt và chữ viết hoa ở trong phần mật khẩu Tiếp theo các bạn vào nhận quà chào mừng của tôi và ở bước này thì các bạn sẽ nhận được một cái mã xác minh gửi về cho chúng ta qua email Các bạn vào trong email để chúng ta lấy mã và ta điền vào Bên trong email thì các bạn sẽ nhận được một đoạn code, chúng ta copy đoạn code và chúng ta điền vào trong đây rồi ở đây thì khi các bạn đăng ký ở qua link kol thế anh nda thì bên cạnh uh, việc là các bạn có thể có tài khoản để các bạn giao dịch ở trên Bybit thì các bạn có thể nhận được những cái phần quà chào mừng các bạn thể ấn vào phần nhận ngay và khi mở phần nhận ngay ở trong phần trung tâm phần thưởng thì nó sẽ ra danh sách nhiệm vụ cho anh ta làm thì đối với đăng ký qua link KOL Thế thì khi các bạn nạp 100 đô và giao dịch được hơn 500 đô thì các bạn sẽ nhận một cái bonus 10 đô. Bonus này thì anh em sẽ có thể chơi ở trên thị trường USDT vĩnh viễn và với phần nãi ở trong thị trường đó thì anh em thể hoàn toàn thể rút ra được. Đấy, mà anh em không cần phải dùng tiền thật để đánh. Đó, rất là hay đúng không ạ? ngoài ra thì ở các mốc cao hơn các mốc càng cao thì anh em sẽ càng nhận được nhiều bon lớn nếu như mà anh em đạt những cái mốc cao hơn đấy anh em nạp nhiều hơn thì anh em sẽ nhận được uh, nhiều hơn đó và nó sẽ mở khóa phần thưởng dần dần qua ra thì có ở phía dưới đây thì còn các cái cơ hội khác nữa nói chung là cái ở trong cái nhiệm vụ ưu đãi nạp tiền và cái cái phần uh, trung tâm phần thưởng này thì cái nhiệm vụ nó có thể thay đổi theo thời gian nó không nhất thiết là như các bạn thấy ở trong video hiện tại rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần KYC xác minh danh tính thì đối với phần KYC xác minh danh tính thì anh em có thể tìm thấy bằng cách là các bạn ấn luôn vào nút xác minh danh tính hoặc là anh em từ phần tài khoản của tan vào đây và chúng ta chọn vào phần tài khoản bảo mật. Ở trong phần tài khoản bảo mật này thì anh em sẽ có phần xác thực danh tính ở đây, chúng ta có thể ấn vào phần xác minh ngay. Đó thì um, trước khi đến với cái mục này thì mình xin lưu ý với anh em là uh, với bất kỳ một sản dịch nào cũng vậy chúng ta nên bật cái phương thức xác thực với google uh, bằng cách là bật uh, xác thực google 2FA đấy thì các bạn có thể sử dụng một cái ứng dụng đó là cái ứng dụng Authy đây là một cái ứng dụng mà rất nhiều anh em chúng ta đang sử dụng cái ứng dụng này cho phép chúng ta backup lại được cái chúng ta backup lại được cái bảo mật 2 HM A và rất là tiện cho quá, quá, quá trình tìm kiếm hiện nay thì ứng dụng này đã được hơn 10 triệu người sử dụng ở trên Google Play hoặc nếu anh em cẩn thận anh em có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng Google Authy đấy cũng là một cái mà rất là an toàn với anh em nhưng mà nếu mà phải áp lại thì cái ứng dụng Authy này nó sẽ tốt hơn đó à, và ở đây thì mình cũng chia sẻ với anh em một chút nữa đó là với uh, việc uh, xác thực với Google thì các bạn nhớ lưu lại cái key khôi phục bất kỳ một cái ở khi anh bất kỳ một cái sàn hay là một cái uh, trang nào mà các bạn đã bật xác uh, uh, thực hai FA hay là Google Authentic ấy, thì các bạn đều phải lưu lại key khu phục để sau này anh em thể khu vực lại tài khoản nhé. rồi bây giờ mình sẽ sang đến phần xác minh danh tính, chúng ta sẽ ấn vào phần xác minh ngay. Thì đối với phần xác minh này thì nó sẽ có hai cấp độ xác minh. Ờ, cấp độ xác minh cao hơn ờ, đơn giản nhất thì là cấp độ xác minh cơ bản thì với các xác minh cơ bản thì khi anh em đăng ký thì các bạn đã có thể nạp rút ta có thể rút coi 20.000 đô một ngày và 100.000 đô hàng tháng nhưng mà ở phần xác minh cơ bản này nó chỉ là một cái phần xác minh tối thiểu và nó rất rủi lo cho tài khoản của các bạn Nếu như các bạn bị hack hay là gặp các sự cố trong tương lai Thì xác minh cơ bản chưa đủ để anh em có thể là giải quyết những cái vấn đề về liên quan đến khiếu lại Và là thì mình cũng chia sẻ với anh em là đối với cái phần xác minh cơ bản thì anh em chưa thể tham gia những chương trình non-pass, chưa thể giao dịch P2P Ờ, chưa thể mua bán ngang hàng người dùng với người dùng ở Việt Nam Đồng để mua USDT hay là bán USDT ra Việt Nam Đồng ở trên nền tảng uh, Bybit uh, mà anh em sẽ cần phải xác minh tối thiểu ở mức là level 1 để anh em có thể bắt đầu uh, có thể là sử dụng full các cái tính năng gần như là full thôi level 1 thì gần như là full tất cả những tính năng ở trên nền tảng Bybit còn ở cấp độ level 2 thì anh em có thể tham gia những trình cao cấp hơn và được rút tiền nhiều hơn đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em level 1 và có điểm qua về level 2 để anh em chúng ta uh, biết cách để chúng ta KYC. Uh, ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần xác minh ngay. Thì ở đây trước tiên là các bạn sẽ chọn quốc gia cư trú thì các bạn thể gõ nhanh từ khóa ví dụ Việt Nam ở đây. Rồi các bạn chọn tài liệu nhận dạng thì ở đây nó có bốn loại tài liệu nhận dạng mà anh em có thể sử dụng để xác minh danh tính ở trên Bybit nó sẽ bao gồm là căn cước hộ chiếu bằng lái xe và giấy phép cư trú à, có lẽ là uh, phần lớn anh em chúng ta sẽ dùng uh, thẻ căn cước vì vậy nên mình sẽ uh, hướng dẫn cho anh em trên uh, cái hình thức là cây uh, KYC với thẻ căn cước uh, mình cũng chia sẻ với anh em là với hình thức xác minh mở hộ chiếu sẽ là hình thức mà anh em sẽ nhanh được duyệt nhất với bất kỳ sản dịch nào vì đây là hình thức uh, giống như người ta hay gọi là chứng minh uh, thư quốc tế hay là căn cước công dân quốc tế vì vậy là cái hộ chiếu nó sẽ hỗ, hỗ trợ tốt hơn cho anh em. Nhưng nếu như không hộ chiếu thì anh em hoàn toàn có cây KYC bằng thẻ căn cước Chúng ta vào phần thẻ căn cước Ở đây thì các bạn sẽ ấn vào phần tiếp theo ờ, Cũng lưu ý với anh em là các bạn thấy hoàn toàn có thể xác minh tài liệu trên điện thoại di đi động của các bạn Nhưng mà ở đây thì mình sẽ hướng dẫn ở trên máy tính để anh em chúng ta có thể là tiện đăng ký Ở đây các bạn có thể thấy nào ở đây nó có ghi cho chúng ta đó là yêu cầu tài tải ID chúng ta sẽ tải một cái tài liệu, tài liệu gốc không chấp nhận bản scan và ảnh sao giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cung cấp à, đạt yêu cầu tệp uh, uh, đây là cái hình nó nó có ảnh mẫu cho việc đạt yêu cầu tức là cái hình ảnh nó phải cân đối tệp thì không bị cắt này rồi không bị mờ và không bị quá sáng anh em lưu ý nhé đây những cái hướng dẫn mà nó yêu cầu và chắc chắn một điều là KYC thì các bạn cần phải có những cái thông tin chính xác vì vậy nên hình ảnh các bạn sẽ là những hình ảnh có chất lượng tốt nhất chúng ta vào phần tiếp theo ok các bạn uh, sẽ cấp quyền cho camera nhé. ở đây thì uh, các bạn sẽ đưa cái hình ảnh các bạn uh, đưa cái căn cước công dân các bạn vào trong cái khung hình này. Đấy. các bạn nhớ đưa căn cước công dân các bạn vào trong cái khung hình uh, có uh, các cái dấu gạch này nhé ở giữa khung hình. làm sao mà không đưa cái 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 căn cước công dân nó không lệch ra bên ngoài cho mình là được. và tiếp đó thì các bạn sẽ ấn vào uh, nút chụp ảnh để các bạn chụp ảnh nhé. được chưa? ngoài ra thì các bạn có thể là tải lên thủ công ở đây các bạn có thể ấn vào nút tải lên thủ công Đấy. thì cái việc tải lên thủ công thì cũng được chấp nhận với việc là anh em sẽ tải mặt trước của tài liệu, mặt trước của căn cước công dân hoặc là hộ, uh, hộ chiếu lên đây, mặt sau của căn cước công dân lên đây. Đó, và sau đó thì các bạn sẽ ấn vào tiếp theo để tiếp tục nhé. Thì đây mình sẽ làm demo cho anh em thôi, làm demo cho anh em một tí thôi. Đấy, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục đến bước xác minh cơ bản ở đây thì vẫn là một cái bước đó là xác minh khuôn mặt đúng không ạ? Ờ, thì bây giờ các bạn có thể ấn vào và tôi đã sẵn sàng. Thì các bạn sẽ đưa cái khuôn mặt vào trong hình UOvan và các bạn có thể giữ nguyên. Sau đó thì nó sẽ hướng dẫn anh em đó là chúng ta cần phải xoay cổ một vòng. Thì các bạn sẽ xoay cái cổ của chúng ta cái cổ này. Chúng ta sẽ xoay một vòng nhé, xoay một vòng theo cái hình UOvan này. Và sau đó thì nó sẽ có kết quả xác minh và nó trả về cho anh em nhé. Được chưa ạ? Và đây là bước cuối cùng để các bạn KYC xác minh tính level 1 đấy. Đó, được chưa? Đấy. khi à, cần các bạn làm xong bước này thì các bạn đã hoàn thành phần KYC xác minh tính level 1 và bên phía Bybit thì uh, nền tảng này uh, KYC xác minh tính rất là nhanh. Anh em có thể uh, xác minh chỉ mình nghĩ là chỉ trong khoảng cỡ 5-10 phút là nó sẽ trả kết quả và nếu chậm nhất thì khoảng là một ngày. Đó, nếu không thành công thì các bạn có thể KYC lại. Đấy nhưng mà mình nghĩ là với hình thức cây qua sim anh em đã gửi ảnh nên gửi file ảnh ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn rồi việc chụp ảnh anh em nhé. Còn nếu như anh em xác minh bằng trên điện thoại ấy, thì có thể là, là một hình thức nó được khuyến khích và thông thường là xác minh trên điện thoại có thể nó sẽ nhanh hơn nhưng mà để làm một cái video mà có hình ảnh rõ ràng hơn thì mình hướng dẫn cho anh em ở trên máy tính để anh em chúng ta tiện chúng ta xác minh nhé. OK, đấy đây là cái xác minh cơ bản thôi. Đấy xác minh cơ bản. Còn đối với cái hình thức Ờ, đối với cái hình thức mà chúng ta đối với hình thức uh, xác minh uh, level hai vừa rồi là mình hướng dẫn level một nhé, được chưa? thì khi anh em hoàn thành level 1 xong rồi ấy, thì các bạn sẽ đến hình thức uh, level 2. thì với cái hình thức level 2 này thì các bạn sẽ cần phải chứng minh địa chỉ thì mình chia sẻ với anh em hiện nay có một cái ứng dụng của ngân hàng uh, Kiên Nông Banh ứng uh, dụng uh, Yumi ứng ừ, dụng Yumi này thì sẽ cho phép anh em là chúng ta có thể là uh, sao kê các cái tài liệu ngân hàng xuống mà các bạn có thể chỉ gửi trực tiếp file pdf hoặc là các bạn có thể dùng photoshop để chuyển sang một cái file dạng uh, set uh, để uh, hay là jpg để chúng ta có thể nộp cho các cái uh, sàn giao dịch uh, để cây xác minh tính ở cấp độ level hai tức là chúng ta cần phải gửi cái tài liệu giấy trợ chứng minh địa chỉ đấy uh, nơi cư trú ấy Hiện nay thì ngân ngân hàng Yumi thì hỗ trợ các cái phiên bản ở trên Google Play và cũng hỗ trợ phiên bản ở trên Apple Store để anh em chúng ta có thể đăng ký được. Ở đây một điều nó là tiện lợi cho những anh em uh, chúng ta. Thì các bạn muốn cây KYC xong mình danh tính. Uh, và với mình cũng hướng dẫn luôn là trên ngân hàng Yumi thì chúng ta sẽ đăng ký và chúng ta sẽ định danh. Chúng ta sẽ định danh ở trên đó định danh xong thì các bạn sẽ chuyển tiền vào ngân hàng Yumi sau đó chuyển từ Yumi sang ngân hàng khác để tạo cái pro ấy người ta chuyển khoảng 5 lệnh đến và 5 lệnh đi sau đó thì các bạn có thể là vào phần lịch sử ngân hàng chúng ta ấn vào sao kê chúng ta tải tài liệu sao kê xuống và có thể download cái tài liệu sao kê đó để định danh xong mình thì tính level 2 thì thực tế thì Subminitin này và 2 nó cũng rất là đơn giản, nó chỉ vướng mỗi cái phần là lấy tài liệu sau kê ở đâu thì có thể cây YC chuẩn thôi Thì hiện nay thì hầu hết anh em đều áp dụng cái hình thức này nhé à, Ok, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho anh em cách à, đăng ký và hoàn thành phần cây YC tính trên nền tảng Byland bao rồi cấp độ 1 và cấp độ 2 à, Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo